Đố các bạn, quả gì có tên là hình cầu, nhưng không phải hình cầu, mà mang một hình thù khác. Đã vậy, quả này còn chia thành nhiều mảng trên vỏ của nó. Giữa chúng lại không dính chặt với nhau, và chúng luôn di chuyển. Mình là Lẻn. Chào mừng các bạn đã đến với video về sự trôi dạt lục địa trên trái đất. Cấu tạo vỏ trái đất. Trái đất được cấu tạo bởi 4 lớp chính: vỏ, manto, lõi ngoài và lõi trong. Vỏ trái đất hay còn gọi là crust. Đây là lớp ngoài cùng của trái đất, phần chúng ta sinh sống và tương tác hàng ngày. Vỏ trái đất bao gồm hai loại: vỏ đại dương, oceanic crust, và vỏ lục địa, continental crust. Vỏ đại dương mỏng hơn nhưng nặng hơn, chủ yếu là đá núi lửa basan, trong khi vỏ lục địa dày hơn nhưng lại nhẹ hơn, chủ yếu là đá granite, mantle. Đây là lớp dày nhất của trái đất, chiếm khoảng 48% thể tích của trái đất. Mantle được chia ra thành thượng mantle và hạ mantle, chủ yếu bao gồm silicate. Lõi ngoài, outer core, đây là lớp thứ ba bên dưới mantle. Lõi ngoài của lớp chảy lỏng chủ yếu gồm sắt và niken. Sự chuyển động trong lõi ngoài tạo ra từ trường của trái đất. Lõi trong, inner core, đây là trung tâm trái đất. Trung tâm của lõi trong là một quả cầu cứng chắc do áp suất lớn, chủ yếu là sắt và niken. Các lớp này đều có đặc điểm vật lý và hóa học riêng, và chúng đều đóng góp vào sự biến đổi hình dạng của trái đất, tác động vào quá trình trôi dạt lục địa. Thuyết trôi dạt lục địa của Alfred Wegener. Chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta đã từng tự hỏi, tại sao các lục địa trên trái đất lại có hình dạng và vị trí như hiện nay? Khi nhìn kỹ vào bản đồ thế giới, chúng ta sẽ thấy lục địa châu Mỹ và châu Phi tuy xa cách nhau, nhưng hai bờ biển lại mang một dáng vẻ như là một mảnh giấy bị tách đôi, có thể gắn lại khít khao. Câu trả lời cho những câu hỏi này được giải đáp bởi Alfred Wegener, một nhà khí tượng học và địa chất học người Đức, khi ông đưa ra thuyết trôi dạt lục địa vào năm 1912. Theo Wegener, tất cả các lục địa trên trái đất ban đầu đều kết nối với nhau thành một siêu lục địa duy nhất, được ông gọi là Pangaea. Tuy nhiên, theo thời gian, Pangaea đã chia ra và dần dần trôi dạt tới vị trí hiện tại của các lục địa. Wegener dựa vào hàng loạt bằng chứng hóa thạch, địa chất và khí tượng để đưa ra giả thuyết này. Tuy nhiên, thuyết trôi dạt lục địa của Wegener không được chấp nhận ngay lập tức. Đối mặt với nhiều phản đối từ cộng đồng khoa học, thuyết của ông mới chỉ được chấp nhận rộng rãi vào giữa thế kỷ 20, sau khi được bổ sung thêm bằng những phát hiện mới về đáy đại dương và từ trường trái đất. Với sự giúp đỡ của những công nghệ tiên tiến, thuyết trôi dạt lục địa đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nghiên cứu địa chất, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hành tinh xinh đẹp này của chúng ta. Wegener đã đưa ra các bằng chứng để chứng minh cho học thuyết của mình. Thứ nhất, Wegener đã chỉ ra các tương đồng về hình dạng giữa các bờ biển của các lục địa, đặc biệt là sự phù hợp giữa bờ phía Tây của châu Phi và bờ phía Đông của Nam Mỹ. Dẫu vậy, mặc dù đây là bằng chứng trực quan, nhưng không phải là bằng chứng mạnh mẽ nhất. Bằng chứng mạnh mẽ hơn là sự phân bố của hóa thạch. Wegener đã phát hiện ra rằng một số loài cổ đại như cây thủy sinh Glossopteris hay các loài động vật như Mosasaurus, Cynodontus, Lichosaurus, tất cả chúng đều có hóa thạch được tìm thấy trên nhiều lục địa khác nhau. Điều này gợi ý rằng các lục địa này phải đã từng kết nối thành một siêu lục địa. Thứ ba, Wegener cũng đã tìm thấy các tương đồng về địa chất giữa các lục địa. Ví dụ, có những giải đá cùng tuổi và cùng thành phần hóa học được tìm thấy trên các bờ biển đối diện của Đại Tây Dương, nhưng không có ở những nơi khác trên trái đất. Cuối cùng, sự phân bố của các dấu vết của khí hậu cũng hỗ trợ thuyết trôi dạt lục địa. Cụ thể, Wegener đã chỉ ra rằng các vết tích của những kỷ băng hà cổ đại lại thường xuất hiện ở những nơi mà hiện tại có khí hậu ấm áp và ngược lại. Điều này chỉ ra rằng các lục địa này đã từng nằm ở vị trí khác trên trái đất. Do trình độ khoa học lúc bấy giờ còn nhiều hạn chế nên thuyết trôi dạt lục địa của Alfred Wegener còn thiếu sự kết hợp, bổ trợ thích hợp của động lực học vật lý và trái ngược với những lý thuyết chính thống. Nhưng sau 30 năm, lý thuyết cấu tạo địa tầng học đã đến được toàn thế giới. Sự đúng đắn trong lý thuyết của Alfred Wegener đã được chứng minh. Thuyết kiến trôi dạt lục địa của Wegener là một bước tiến quan trọng để suy luận đến một học thuyết khác, thuyết kiến tạo mảng. Học thuyết kiến tạo mảng được phát triển vào cuối thập niên 1960 và được hầu hết các nhà khoa học trong các ngành khoa học trái đất chấp nhận. Giải thích các hiện tượng địa chất và những ảnh hưởng của nó đến đối với các nghiên cứu về cổ địa lý học và cổ sinh học. Ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật.
thuyết trôi dạt lục địa của Wegener không chỉ là cơ sở cho việc hiểu rõ về hình dạng hiện tại của trái đất, mà còn giúp chúng ta lý giải vì sao các loài động vật và thực vật lại phân bố theo những cách cụ thể trên toàn cầu. Ví dụ đầu tiên và rõ ràng nhất là sự phân bố của hóa thạch. Chúng ta có thể tìm thấy hóa thạch của cùng một loài ở nhiều lục địa khác nhau, mặc dù giữa chúng có các dải đại dương rộng lớn. Một minh chứng nổi bật là hóa thạch của Mesosaurus, một loài thủy sinh tiền sử, chỉ được tìm thấy ở Nam Phi và Nam Mỹ. Hai lục địa này hiện tại cách nhau hàng ngàn dặm bởi Đại Tây Dương, nhưng dữ liệu hóa thạch cho thấy chúng đã từng kết nối với nhau. Ngoài ra, quá trình trôi dạt lục địa còn tạo ra những khu vực đa dạng sinh học đặc biệt, như vùng đa dạng sinh học Wallacea ở Indonesia, nơi mà loài động vật châu Á gặp gỡ và tương tác với loài động vật châu Úc. Đồng thời, sự trôi dạt lục địa cũng tạo ra sự tách biệt giữa các quần thể sinh vật, dẫn đến quá trình tiến hóa riêng biệt và sự xuất hiện của các loài mới. Một ví dụ kinh điển là các loài khủng long khác nhau ở châu Á và Bắc Mỹ. Mặc dù chúng có cùng tổ tiên, nhưng quá trình tách lục địa đã tạo ra những điểm khác biệt đáng kể. Quá trình trôi dạt lục địa đã và đang tạo ra những thay đổi lớn trong sự phân bố và tiến hóa của sinh vật trên trái đất. Chúng tôi hy vọng rằng video hôm nay đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách mà lịch sử địa chất và sinh học kết nối mật thiết với nhau. Còn bây giờ, nếu các bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Trái đất là hành tinh duy nhất tồn tại sự sống trong hệ mặt trời. Số lượng động thực vật và sự đa dạng sinh học đáng kinh ngạc. Các nhà khoa học ước tính số lượng loài hiện tại của trái đất dao động vào khoảng từ 10 triệu đến 14 triệu. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có khoảng 1,2 triệu loại được xác định và mô tả cho đến nay. Hơn 99% tất cả các loài, chiếm hơn 5 tỷ loài, đã từng sống được ước tính là tuyệt chủng. Các ví dụ cho thấy, đối với từng chủng loại, lại có nhiều bầy đàn khác nhau như có hơn 250 loài khỉ, hơn 300 loài chim ruồi, 400.000 loài bọ cánh cứng, hay hơn 250.000 loài hoa. Sự đa dạng sinh học quả thật đáng kinh ngạc. Vậy tại sao lại có sự đa dạng sinh học này? Có phải toàn bộ sự đa dạng của mọi sự sống trên trái đất đều do một tay Chúa Trời tạo nên? Liệu rằng con người là một loài sinh vật đặc biệt, được tạo ra để thống trị mọi loài vật trên trái đất? Mình là Lẻn. Chào mừng các bạn đến với video về hành trình của Darwin. Charles Darwin. Năm 1809, Charles Darwin ra đời tại một thị trấn nhỏ ở miền Nam nước Anh trong một gia đình khá giả có 6 người con. Ông nội của ông là nhà vật lý nổi tiếng của thế kỷ 18, Erasmus Darwin, còn ông ngoại ông là một họa sĩ nổi tiếng với phong cách vẽ màu trên gốm hết sức độc đáo. Darwin có cha là Robert Darwin, là một nhà bác sĩ, đồng thời cũng là nhà tài chính nổi tiếng. Mẹ ông là bà Susanna Wedgwood. Tuy nhiên, mẹ ông qua đời khi ông vừa 8 tuổi. Một năm sau đó, ông bắt đầu học nội trú tại trường Anh giáo Shrewsbury. Năm 16 tuổi, ông được cha gửi vào một trường dược ở Edinburgh. Đây cũng là nơi tạo dựng những nền tảng cơ bản và những trải nghiệm đầu đời về sinh học cho ông. Các năm sau đó, ông được tiến sĩ Robert Edmund Rand dìu dắt vào con đường nghiên cứu động vật học, truyền lại cho ông những tìm hiểu cơ bản về sự phát triển và mối quan hệ giữa những loài động vật biển không xương sống với nhau. Và Grant tin rằng đây có thể là mệnh đề để tìm hiểu về nguồn gốc của những loài động vật phức tạp hơn. Tuy nhiên, có vẻ Darwin không phù hợp với ngành y. Một lần nữa, ông được chuyển đến trường Christ College. Tại đây, Darwin học săn bắn, cưỡi ngựa, uống rượu để trở thành một quý ông công giáo thực thụ, hưởng lợi to lớn từ khi quen biết hai vị thầy nhiều ảnh hưởng là ông John Stephen Henslow, giáo sư môn thực vật, và ông Adam Sedgwick, giáo sư môn địa chất. Nhờ hai vị thầy này chỉ dẫn, Darwin đã trải qua nhiều thời giờ trong các cuộc du khảo, thu lượm các loài côn trùng và thực tập cách quan sát thiên nhiên. Năm 1831, Darwin tốt nghiệp, đứng hạng 10 trong số 178 sinh viên qua lời giới thiệu của giáo sư Henslow. Ông được mời đảm nhận vị trí nhà tự nhiên học. Charles Darwin được tham gia chuyến viễn du trên tàu HMS Beagle dưới quyền thuyền trưởng Robert Fitzroy. Ban đầu, cha ông Robert Darwin phản đối kế hoạch thám hiểm này vì cho rằng điều này làm phí thời gian. Tuy nhiên,
chính nhờ một người thân thuyết phục, cha ông không những đã đổi ý cho phép Darwin tham gia đoàn thám hiểm này mà còn chu cấp tiền cho con trai. Sau khi giải quyết những lo lắng của cha mình và gặp gỡ thuận lợi với thuyền trưởng Fitzroy, Darwin được thuê làm nhà tự nhiên học trên tàu Beagle. Trách nhiệm chính của Fitzroy là khảo sát các vùng biển quanh Nam Mỹ và khắp Thái Bình Dương. Chuyến du hành thám hiểm dự trù chỉ 2 năm, nhưng trong thực tế kéo dài đến 5 năm trời qua gần 65.000 km. Hành trình của Darwin năm 1831, với tư cách là một nhà tự nhiên học trên chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh Beagle, Charlie Darwin rời cảng Plymouth, bắt đầu chuyến thám hiểm vòng quanh thế giới đầu tiên, thăm dò bí ẩn của những tự nhiên và những vùng đất xa xôi khi ông chỉ mới 22 tuổi. Theo dự kiến ban đầu, chuyến đi sẽ chỉ diễn ra trong vòng 2 năm, tuy nhiên cuối cùng lại kéo dài đến 5 năm. Con tàu chỉ quay trở về Anh vào tháng 10 năm 1836 và chuyến đi Nam Mỹ thực sự đã biến thành chuyến đi vòng quanh thế giới. Từ Anh, đoàn thám hiểm băng qua Đại Tây Dương và cập bến vào các bờ biển Brazil. Sau đó, họ đi về phía Nam, vòng qua Mũi Sừng, hướng về Thái Bình Dương, đến New Zealand, Úc và Nam Phi. Từ đó, họ lại đi về Nam Mỹ trước khi cuối cùng trở về Anh. Đây là chuyến đi nghiên cứu khoa học quan trọng nhất của thời đại chúng ta và chính Darwin cũng đã viết rằng chuyến đi trên tàu Beagle là sự kiện mang tính quyết định nhất cả đời tôi. Với căn phòng chật hẹp trên tàu suốt 5 năm liền, Darwin đã quan sát và cặm cụi ghi chép những gì ông nhìn thấy được ở những nơi con tàu đi qua. Mỗi vùng đất, mỗi hòn đảo đều mang đến cho ông những trải nghiệm mới mẻ, mà ấn tượng nhất là tính đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống mà ông được tận mắt chứng kiến. Những trải nghiệm trên hành trình này được cho là nền tảng của thuyết tiến hóa. Những khám phá đầu tiên. Năm 1832, Beagle đổ bộ lên Santiago, một phần của quần đảo Cabo Verde, ngoài khơi bờ biển Mauritania ngày nay. Darwin bị thu hút bởi những tảng đá núi lửa, tiếng hót của những loài chim lạ và hệ động thực vật mà anh đã tận mắt nhìn thấy. Được Fitzroy đưa cho tập đầu trong bộ nguyên lý địa chất của Charles Lyell, tóm lược ý tưởng cho rằng dạng san hô vòm hình thành trên miệng núi lửa. Darwin dùng thuyết của Lyell để giải thích các thành hệ địa chất mà ông quan sát được. Theo đó, trong khoảng thời gian dài thì các lực địa chất sẽ khiến đất đai nâng lên hay sụt xuống. Thời gian ở Cabo Verde, ông đã phát triển ra một giả thuyết cho rằng những tảng đá trắng cứng nằm rải rác trên các đảo là dòng dung nham nóng chảy trước đây chảy qua đáy biển và chứa dấu vết của vỏ sò và dạn san hô. Trong thời gian từ tháng 2 năm 1832 đến tháng 9 năm 1835, tàu Beagle tiến hành khảo sát bờ biển Nam Mỹ. Ông đã luôn bị choáng ngợp bởi sự phong phú của thiên nhiên vùng nhiệt đới nơi này khi con tàu neo đậu tại các bờ biển Brazil. Trong nhật ký ghi chép của mình, ông đã viết về vẻ đẹp của động vật hoang dã và thiên nhiên Brazil như một vẻ đẹp thiên nhiên ở dạng vĩ đại nhất của nó. Bên cạnh thiên nhiên, ông cũng bắt gặp nhiều chế độ nô lệ tại đây và vô cùng ghê tởm trước những gì ông nhìn thấy. Tôi hy vọng sẽ đến một ngày họ khẳng định quyền của mình và quên đi việc trả thù cho những điều sai trái. Darwin thực hiện tổng cộng 7 chuyến đi vào đất liền và tìm được rất nhiều chứng cứ cho thấy đại lục này đang dần nâng lên. Tại trạm Bahia Blanca, Darwin phát hiện nhiều mảnh xương hóa thạch của những loài động vật đã bị tuyệt chủng và những di chỉ về loài người thời tiền sử. Điều này chứng tỏ một cuộc tuyệt chủng mới xảy ra gần đây mà không để lại một dấu vết biến đổi khí hậu hoặc thiên tai nào. Ông nhận dạng hóa thạch này thuộc về chi Megatherium nhờ hình thù của răng và hàm dựa trên miêu tả của Jacques Cuvier. Ông suy đoán rằng hóa thạch vảy xương giống giáp Armadillo mà ông tìm được trước đó cũng thuộc về con vật này. Số hóa thạch này được chuyển về Anh và nhận được sự quan tâm rất lớn của giới khoa học. Tại Chile, Darwin đã chứng kiến sự hủy diệt kinh hoàng từ mẹ thiên nhiên qua một vụ phun trào núi lửa và những trận động đất phá hủy cả thành phố Concepcion, gây ra những rung chuyển lớn đến các quần đảo xung quanh. Ông tìm thấy những vỏ sò trên dãy Andes và nhiều cây hóa thạch trơ trụi ở một bãi cát ven biển, và có những suy luận đầu tiên về san hô biển khi vùng biển nơi san hô bị khuấy động sẽ hình thành nên dạng san hô viền bờ ngay dưới mực nước chiều thấp. Chúng có thể vẫn kiên trì bám trụ xung quanh bờ đảo trong trường hợp bờ đảo bị nâng lên, nhưng sẽ chết nếu bị nâng khỏi mặt biển. Theo thời gian, dạng san hô phát triển xa ra và trở thành dạng san hô chắn bờ với điều kiện bờ đảo ổn định. Khi bờ đảo dần dần lún xuống,
thì san hô có thể sẽ tiếp tục phát triển hướng lên phía mặt nước và trở thành dạng san hô dạng vòng một khi hòn đảo chìm hẳn xuống mặt biển. Tuy nhiên, nếu đảo lún xuống quá nhanh hoặc nước biển dâng lên quá gấp thì san hô sẽ chết do chúng chỉ sống được ở vùng nước nông. Quần đảo Galapagos. Darwin phát hiện ra các loài chim sẻ có hình dạng giống các loài chim sống trên đất liền ở Chile, nhưng chúng lại có sự biến tướng ở từng đảo. Trừ mỏ của chúng ra thì những con chim sẻ này khá giống nhau. Những loại bắt côn trùng có chiếc mỏ rất bé và thanh mảnh. Một số loại khác có mỏ to và chắc. Loại này có thể mổ vỡ vỏ quả hạch. Quả thật, mỗi loài chim sẻ lại có một loại mỏ hoàn toàn thích nghi để lấy loại thức ăn tương ứng với môi trường sống của chúng. Điều này làm cho Darwin nghĩ rằng những con chim có tổ tiên chung nhưng đã đi theo những con đường tiến hóa khác nhau một khi chúng bị tách rời. Phải chăng các giống chim sẻ này đều xuất phát từ một loài độc nhất, trải qua nhiều năm thích nghi với những môi trường trên những hòn đảo khác nhau để dẫn đến nhiều loài chim sẻ mới? Darwin bị mê hoặc bởi những điều kỳ quặc như đá núi lửa và những con rùa khổng lồ. Quan sát mài rùa có thể biết được chúng có nguồn gốc từ hòn đảo nào. Nếu phần mài trước của chúng có dạng tròn thì cho thấy chúng đến từ một hòn đảo tươi tốt, ẩm ướt, nơi có nhiều cây cỏ trên đất. Những con đến từ nơi khô cạn hơn thì sẽ có một chòm nhô lên ở phần mai trước, làm cho mai của chúng có hình dạng giống yên ngựa và cho phép chúng vươn đầu tới những cây cỏ mọc cao hơn. Liệu những con rùa cạn đến từ những hòn đảo khác nhau này là từ những giống loài tách biệt nhau? Và nếu thế, mỗi loài như vậy đều được sáng tạo nên một cách riêng biệt bởi Chúa Trời? Từ Tahiti đến Úc. Darwin mô tả Tahiti như một hòn đảo được bao quanh bởi một dạng san hô, bị ngăn cách với bờ đảo bởi các luồng lạch và lưu vực nước lặng. Từ các ngọn đồi trên đảo, ông đã có những ấn tượng sâu sắc khi nhìn về phía đảo Moria, nơi mà các ngọn núi nhô lên đột ngột từ một hồ nước trong vắt bị ngăn cách ở mọi phía bởi các dòng sóng vỡ hẹp và định hình rõ từ đại dương. Ông đã ghi chép lại những điều mình quan sát được, nhưng thay vì chỉ là những dòng ghi chú, ông lại tường tận viết thành bản thảo đầu tiên cho lý thuyết của mình với tiêu đề là đảo san hô. Năm 1836, Beagle đến Úc. Darwin đã có những ghi chép về loài chuột túi và thú mỏ vịt, mà với ông, chúng có hình thù hết sức kỳ quái. Bên cạnh đó, ông còn phát hiện những điểm tương đồng giữa các loài động vật có vú khác nhau và sự phát triển của chúng diễn ra song song với sự phát triển của các lục địa. Bằng con mắt của một nhà địa chất học, nhà sinh vật học, tại mỗi nơi đi qua, Darwin đều quan sát và ghi chép lại những điều ông nhìn thấy, từ cây cỏ và thú vật, các vật hóa thạch và các sinh vật, các hình thức sống trên mặt đất hay dưới biển. Những điều kỳ lạ này được ông ghi nhận lại một cách cẩn thận để nghiên cứu khi trở về Anh. Beagle cập cảng Anh. Năm 1836, tàu Beagle về nước. Darwin khi đó chỉ 12-17 tuổi, đã được biết đến như một nhà nghiên cứu nổi tiếng sau khi sắp xếp và gửi các mẫu vật đến các nhà chuyên môn. Darwin bắt đầu viết nhật ký hải hành, kể lại chuyến hành trình của mình. Chuyến hành trình có một ảnh hưởng lớn đến quan điểm của Darwin về lịch sử tự nhiên, dành thời gian suy ngẫm sâu hơn về những gì ông đã quan sát thấy ở Galapagos cũng như những nơi khác. Darwin đã viết: "Từ sự quan sát lâu dài các thói quen của sinh vật và thực vật, tôi đã nhận ra rằng trong các hoàn cảnh sống, các chủng loại thích nghi thường được duy trì và các chủng loại không biết thích nghi sẽ bị tuyệt diệt. Kết quả của sự kiện này là các chủng loại mới được sinh ra. Đây là nền tảng góp phần hình thành thuyết tiến hóa đầu tiên của nhân loại, chủ thuyết Darwin danh tiếng về chọn lọc tự nhiên, tranh đấu để sống còn, hay sự sống còn của kẻ thích hợp nhất, đặt nền móng ra đời của cuốn sách Nguồn gốc các loài." Và đó là tất cả những gì về chuyến hành trình Darwin. Chuyến hành trình mang tính cách mạng nhất trong lịch sử khoa học, góp phần thay đổi nhận thức của chúng ta về thế giới và đặt nền móng quan trọng giải thích về thuyết tiến hóa của nhân loại sau này. Còn bây giờ, nếu bạn thấy thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sắp tới. Ngoài ra, các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình trực tiếp thông qua phần thông tin ở phần mô tả. Còn bây giờ, xin cảm ơn vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong lần tới. Bye bye!